Hồi thứ 32. Địch khứ tà vào hang sâu, hoàng phủ quân đánh chuột lớn. Từ rằng ngẫm thương người trần bị quỷ thần chọc ghẹo, điên điên đảo đảo dắt dẫn theo danh giáo, lại đem mồi dài dây thuyền dài rồi ngựa ngắn, mấy ai được thảnh thơi. Nhìn kỹ ra sớm sớm gió quất tơi bời, ngày ngày bụi vùi cây rác. Dù ai giả hoạt anh hùng, vực sâu ngập xuống dây thòng lọng treo, hám phú quý mà liều thể xác, mộ thần tiên thuốc độc uống vô, xương khô mà máu chẳng khô, bừng con mắt, ủa, rặt trò xuẩn ngu, khuyên ai tỉnh trước mà ngừa. Lại nói về diện đế về viện Bảo Lâm, qua một đêm quan lạc với Sa Phu Nhân cùng Tiết Giả Nhi. Sáng ra vì nhớ tới những lời Tiêu Hậu hôm qua, nên dậy sớm rửa mặt, chải đầu rồi lên xe rồng, trở về cung. Nhưng khi qua cửa cung thì đã thấy quần thần tụ họp, chờ nhà vua ở dưới điện. Dưỡng đế bèn bước lên điện phán rằng: "Các khanh bàn về chuyện đường thủy đi Quảng Lăng, nay đã ra sao rồi?" Vũ Văn thuật thưa: "Chúng thần đã bàn bạc kỹ lưỡng với bộ công về việc này. Thật không có một đường nào cả, chỉ quan gián nghị đại phu Tiêu Hoài Tĩnh đã nói rằng có một đường thủy tới Quảng Lăng được, cho nên cũng tới đây để thưa cùng bệ hạ." Thì ra Tiêu Hoài Tĩnh chính là em của Tiêu Hậu, vốn dòng quốc cửu, hiện là thượng đại phu. Dưỡng đế bèn vui mừng hỏi Hoài Tĩnh: "Khanh biết đường thủy nào có thể đi Quảng Lăng được?" Hoài Tĩnh thưa: "Trước kia ở phía tây bắc thành Đại Lương, hạ thần nghe nói có một đường sông. Từ thời nhà Tần, đại tướng Vương Ly đã từng đào một con sông này để lấy nước từ bến Mạnh Tân tưới cho vùng Đại Lương. Nhưng đến nay thì con sông này đã bị bỏ cạn, phải tập trung dân phu bắt đầu từ Đại Lương qua Hạ Âm, Trầm Lưu, Ung Khâu, Thư Dương mà đào lại dòng cũ, dẫn nước Mạnh Tân cho mãi tới tiếp với sông Hoài Hà. Bớt quá chỉ khoảng nghìn dặm thì có thể thẳng tới Quảng Lăng. Thần lại được nghe các quan ở Tư Thiên Giám nói rằng vùng Thư Dương có vượng khí thiên tử, nay đào sông này nhất định sẽ đi qua Thư Dương thì vượng khí sẽ bị mất đi, địa thế hiểm trở và hậu họa cũng chẳng còn. Thần nghĩ nông cạn như vậy, không biết thánh thượng sẽ có chỉ ý ra sao?" Dưỡng đế vui mừng phán ngay: "Khanh nghĩ luận thật là sáng suốt. Ngoài khanh ra, có ai có thể nghĩ được những điều thuận lợi cả đôi đường như vậy?" Bèn truyền chỉ phong cho Chinh Bắc Đại Tổng Quản Ma Thúc mưu làm Khai Hà Đô Hộ, rồi phán tiếp rằng: "Đường xá xa xôi, công việc phiền toái, cần phải có thêm một người đắc lực giúp cho Đại Tổng Quản mới xong." Lúc này Vũ Văn Thuật vẫn nghi Lý Uyên giết con út của mình là Vũ Văn Huệ Cập, muốn tước mọi binh quyền của Lý Uyên, nên thừa cơ này mà tâu: "Lù thủ Thái Nguyên Lý Uyên vốn có tài cán, bệ hạ điều xung vào việc này, Lý Uyên có thể đỡ đần rất là đắc lực những việc khó khăn cho Ma Đại Tổng Quản." Dưỡng đế liền điều Lý Uyên từ lưu thú Thái Nguyên về làm Khai Hà phó sứ, bắt đầu khởi công từ thành Đại Lương xuyên qua Thư Dương đến tận Hoài Hà, lập tức lấy ngay dân đinh, ít là 15 vạn, nhiều là 50 vạn người. Nếu ai trốn tránh thì tru di tam tộc. Thánh ý đã ban ra, chẳng ai dám cản. Lập tức có sắc chỉ đem đến tận nơi, Ma Thúc Mưu cùng Lý Uyên phải lên đường. Nguyên lai Ma Thúc Mưu là kẻ rất tàn ác, tham tiền tham lợi, nghe tin được thăng Khai Hà Đô Hội thì trong lòng vô cùng quan hỷ, lập tức phó nhiệm. Lúc này vợ chồng Sài Tử Xương đang ở Ngạc huyện, biết chuyện này báo với Lý Uyên, khuyên Lý Uyên nên cáo bệnh, một mặt nên sai người đem vàng bạc về Đông Đô chạy cho kỳ được một kẻ thế chân, tránh bằng được chuyện quả này. Vì vậy chính Tử Xương lại một phen phải đi Đông Đô tìm đến Lương Quốc Công Tiêu Cứ, Thiên Ngưu Vũ Văn Tinh đều là sủng thần của vua Tùy, ngài đem ra vào cung khuyết, trong ứng ngoài hợp, bên ngoài thì lại đến nói ngay Khai Hà Đô Hộ,
rồi cả với Trương Hành, kẻ trước kia bịa sắm mưu hại Lý Uyên, chẳng qua cũng chỉ vì thái tử, chứ vốn cũng chẳng có thù riêng gì với Lý Uyên. Huống chi đều là bọn tiểu nhân, mắt mà trông thấy vàng, chuyện gì mà chẳng làm. Cho nên khi Lý Uyên có tờ biểu bệnh thì có ngay thánh chỉ bổ tả đồn vệ tướng quân, lệnh Hồ Đạt thay cho Lý Uyên. Lý Uyên vẫn ở tại Thái Nguyên để dưỡng bệnh. Hài Viên chánh phó nhận sắc chỉ đào xong bề mặt rộng 40 bộ, sâu 15 trượng, lấy 360 vạn dân phu Hà Nam, Hoài Bắc, lại thêm cứ 5 nhà phải có 1 người già hoặc phụ nữ đi lo chuyện cơm nước, số này cũng đã lên tới 72 vạn người. Ngoài ra có lệnh điều vùng Hà Nam, Sơn Đông, Hoài Bắc 5 vạn lính kỵ mã để giám đốc công trình. Lúc này giữa ngày mùa bận rộn, nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến. Dù ở vùng sơn cước heo hút, dù là nơi mồ mả ông cha, hoặc thôn xóm dân cư, đều phải đào bới lên, không trừ một nơi nào. Người đi người ở đều nghìn vạn nỗi khổ. Nói chuyện có một đội dân phu đang đào, bỗng thấy tường gạch của một ngôi nhà. Dân phu cứ thế mà đào tiếp, ngôi nhà càng ngày càng lộ rõ đến 4-5 gian. Chung quanh được xây bằng đá trắng, có 2 cửa đá đóng rất chặt, không tài nào mà mở lên nổi. Ai nấy cho rằng bên trong thế nào cũng có bạc vàng châu báu gì đó, liền dùng búa, cuốc, chim, chày vồ phá cho bằng được, nhưng vẫn chẳng có suy xuyển. Hồi lâu chẳng xong, mọi người mới vội báo với đội trưởng. Đội trưởng lên thưa với Ma Thúc Mưu. Ma Thúc Mưu liền cùng với lệnh Hồ Đạt tới xem. Ai nấy đều thưa, đã dùng mọi cách để phá mà cũng không xong. Lệnh Hồ Đạt nói, đây không phải là lăng tẩm của một vị vua chúa xưa kia, thì cũng phải là một quyệt của tiên công, đạo gia nào đó, làm sao mà có thể dùng sức lực mà phá cho được. Nhất định là phải thắp hương, phải khấn vái, đọc thánh chỉ của hoàng thượng thì may ra mới mở được. Mà Thúc Mưu cũng chẳng có cách gì hơn, đành quát tay chân phải bày hương án, cùng với lệnh Hồ Đạt mặc triều phục nghiêm trang, tuyên đọc thánh chỉ bái lại đảo điên trước hương án. Bỗng một trận gió lạnh nổi lên, có một tiếng nổ rất lớn, 2 cánh cửa đá mở rộng. Mà Thúc Mưu cùng mọi người tiến vào, thấy ngay trước mặt 100 ngọn đuốc bằng nhựa sơn vẫn cháy sôi sáng như ban ngày. Ở chính giữa đặt một hòn đá lớn dài đến 4-5 thước, 2 đầu đều có tạc vẽ hoa văn. Thúc Mưu trông thấy vậy có vẻ hoảng sợ, không dám đường đột dẫn đầu nữa mà im lặng lui về phía sau. Thì thấy phía này có chỗ đào lũng, về phía trong như có một cái động, trong động đặt một cái quan tài bằng đá. Thúc Mưu cùng lệnh Hồ Đạt vội cúi lạy, rồi sai người nâng đắp quan tài lên. Nâng nắp quan tài lên thì thấy một người nằm ngửa, vẻ mặt vẫn còn đầy đặn hồng hào, chẳng khác gì người đang sống. Khắp người da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc đen nhánh từ mặt tới bụng chân đều lần lộ rõ ra theo tay của bọn tả hữu. Những chiếc móng tay chiếc nào cũng dài trên dưới 1 thước. Mà Thúc Mưu thấy thế biết là di thể của một thiên thần đã đắc đạo, nên không dám đụng đến, bèn lệnh cho tay chân phải đẩy nắp quan tài lại, rồi sai mở hòm đá ra. Ở bên trong không có một thứ gì khác ngoài 3 thanh đá mỏng, trên đều khắc chữ Khoa Đẩu. Chẳng ai biết đọc thứ chữ này. Mai ở trong núi có một vị chân tu tuổi đã hơn 100, có thể đọc được, dịch ra như sau. Chữ Khoa Đẩu, Khoa Đẩu là con nòng nọc. Chữ Khoa Đẩu là một thứ chữ cổ của Trung Quốc, hình giống như con nòng nọc, còn được giữ lại ở trên mặt đá. Ta là Đại Kim Tiên, thác đã 1000 niên, số đủ 1000 niên, sau lưng nước chảy liền, gặp được Ma Thúc Mưu, cải tán lên cao nguyên, tóc xõa tới cát đen, lạc chờ 1000 niên, sẽ lên miền Phật Tiên. Thúc Mưu thấy tên mình cũng được viết ở trên đó, kinh ngạc không thôi, càng tin đạo pháp của tiên nhân. Biết được những chuyện phi thường, bàn với lệnh Hồ Đạt là tìm một thái đất nào cao ráo rồi làm lễ di tán.
Chùa Đại Phật ngày nay chính là di tích này vậy. Đến vùng Trần Lưu, dân phu đang đào bỗng thấy mây đen kéo đến, rồi mưa như trút, gió như gào thét. Nước chảy cuồn cuộn, cuốn theo rất nhiều dân phu chạy không kịp. Kẻ còn lại thất điên bát đảo mới tìm được chỗ trú. Thúc Mưu không tin, tìm đến nơi xem cũng bị một trận mưa gió ra trò. Phải tìm đến các bậc kỳ lão hỏi han mới biết thổ thần của vùng này chính là Trương Lương đời nhà Hán rất là linh ứng. Thúc Mưu tin rằng đó là Trương Lương hiển linh để giữ gìn đất đai của mình, đành phải viết biểu dâng lên triều đình. Dượng Đế sai ngay Hàn Lâm Viện viết một bài văn tế đem theo những đồ tế ngự quốc bảo, sai Thái Thượng Khanh Ngưu Hoàng lại đem thêm một đôi ngọc bạch bích đến Trần Lưu để tế lễ, xong mới đào xong khỏi đoạn Trần Lưu. Trương Lương vốn người nước Hán, bề tôi giỏi nhất về mưu lược của Hán Cao Tổ, giúp Hán diệt Tần, thắng Sở, lập nên nhà Hán 400 năm. Công việc xong, Lương lấy cớ nhiều bệnh đã bỏ đi, về Tiên Ông Xích Tùng Tử để học đạo tu tiên. Chính là âm dương một lẽ không hai, quỷ thần chứng giám đôi vai nhiệm màu. Chẳng mấy chốc, dân phu đã đào đến vùng rừng rậm của Ung Khâu, lại cũng gặp một ngôi mộ. Bên trên mộ có đền thờ. Khi đào tới đây, người đội trưởng đã có ý ngờ, nên đến thưa với Thúc Mưu. Thúc Mưu tới xem thì thấy bốn chung quanh linh khí mù mịt, mới gọi dân sở tại lại hỏi. Một người thưa rằng đây là mộ của một bậc cao nhân từ thời thượng cổ, không ai còn nhớ rõ họ tên là gì nữa, chỉ thấy đời này nói đời khác gọi là ẩn sĩ mộ mà thôi. Thúc Mưu nghe nói đến ẩn sĩ lấy làm coi thường, bắt dân phu cứ thế mà đào lên. Dân phu được lệnh toán thì phá nhà thờ, toán thì đào mộ. Không ngờ phía dưới rất nhiều tầng đá, đào mãi tới lớp thứ ba bỗng nghe một tiếng nổ dữ dội, chẳng khác gì núi lở. Đất sụp, cả người cả đất đều tụt hẳn xuống một cái hố sâu. Vội vàng cứu lên, người thì bị thương nặng, người thì chết không thể đếm xuể là bao nhiêu. Thúc Mù hoảng sợ liền cho người xuống thăm dò xem sao, thì thấy sâu đến 2-3 trượng. Phía đáy lại có một quyệt, ánh sáng chập chờn như ở bên trong có đuốc đèn gì phát ra. Lại thấp thoáng nghe có tiếng chuông, nhìn xuống thì sâu như biển cạn, không thấy đâu là đáy nữa, không ai dám xuống, đành kéo nhau lên bờ. Lệnh Hồ Đạt trầm tư nghĩ ngợi một hồi, phải có được một người mà xuống dưới này thì mới biết được rõ ràng mọi chuyện. Thúc Mô vội hỏi, ai thế? Lệnh Hồ Đạt đáp, người này rất giỏi kiếm thuật, thường tự ví mình như Kinh Kha, sẵn sàng giúp khốn phò nguy, tên là Khứ Tà họ Địch, hiện làm lang tướng ở Vũ Bình, nhưng gần đây được điều về đây làm quản đốc lương thực ở Hậu Doanh. Mời được người này đến, nhất định mọi việc sẽ được rõ ràng ngay. Thúc Mù nghe theo, sai tay chân đi tìm. Chính lúc này Địch Khứ Tà đang xem xét lương thực ở Hậu Doanh, thấy Thúc Mù cho người đến tìm, đành phải mặc lễ phục vào. Tới nơi ra mắt, Thúc Mưu nhìn Khứ Tà thấy người cao 8 thước, lưng uốn 10 vòng, hai mắt sáng như ánh dốt, mặt mũi phương phi lẫm lẫm, rõ ràng là một bậc trưởng phu, nên lấy lời từ tốn mà rằng: ta mời tướng quân đến đây không có việc gì khác, nhân ở phía dưới ẩn sĩ mộ đào đến đại huyệt, trong huyệt thấy đèn đuốc lấp lánh, không hiểu có chuyện gì kỳ dị. Nghe nói tướng quân là người can đảm và lại có sức khỏe, xin nhờ tướng quân xuống xem sao, ta sẽ ghi công đầu cho tướng quân. Khứ Tà thưa, được hai vị đại nhân sai khiến, lẽ nào ta không vâng theo, nhưng không biết quyệt ở chỗ nào. Thúc Mưu cùng Lệnh Hồ Đạt dẫn Khứ Tà tới quyệt để xem xét. Khứ Tà nhìn ngó một hồi lâu rồi nói, muốn xuống dưới được này, không có lễ nghi thì không có được đâu. Rồi ăn mặc chỉnh tề, thay hẳn một bộ võ phục đàng hoàng, lưng dắt một thanh bảo kiếm, sai mấy người lấy đoạn dây chảo dài hàng chục trượng, buộc rất nhiều chuông đồng, rồi tự mình ngồi trong một cái rọ lớn. Chắc chắn hai người ở trên bờ cứ thả dần cho đi xuống. Khứ Tà ban đầu
Ở trên nhìn xuống thấy bên dưới đèn nến huy hoàng, càng xuống sâu thì lại càng tối dần. Nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra nhìn kỹ, thấy hình như có ánh sáng le lói ra khỏi cái rọ của mình rồi lần theo vệt sáng đó mà đi xuống. Khoảng mấy chục bộ nữa thì càng ngày càng sáng rõ, lại dò dẫm thêm 40-50 bộ nữa, bỗng thông tới một khoảng đất rộng, chẳng khác gì một bầu trời riêng, mặt trời riêng vậy. Khứ Tà thấy quang cảnh này thì trong lòng thầm nghĩ: người ta chỉ biết trên đời tranh công đoạt lợi, khổ sở trăm đường để bám lấy cõi phù sinh nhơ bẩn. Có ai ngờ được rằng trong cái quyệt sâu này vẫn có một thế giới khác. Thật đúng là ngoài trời còn có trời khác vậy, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên trong lòng ít nhiều sinh chán ghét chuyện công danh thân phận, nhưng lại càng bình tĩnh đi tới phía trước. Vượt qua một bức tường đá, thấy một tòa phủ rộng rãi, bốn phía là tường xây bằng đá trắng. Bên trong có một tòa lầu, có đường cầu thang để đi lên lầu. Hai bên có con sư tử bằng đá ngồi chững chạc, chẳng khác gì cảnh phủ đệ của các bậc công tốt. Cứ theo cầu thang mà đi lên, nhìn phía đông ngó phía tây, chẳng thấy một người nào. Chỉ thấy phía nam có một lầu đá khác, nhưng cửa phòng đóng chặt. Còn ở phía đông có một gian phòng đá khác nữa, nghe như có tiếng động. Khứ Tà cứ thế tiến lại gần, nhìn từ cửa sổ thấy bốn góc phòng đều có trụ đỡ bằng đá. Một trong các trụ này có dây xích bằng sắt, có buộc một con thú kỳ lạ. Con thú này đang lấy móng chân cào cào vào sàn vách, chính là tiếng động ban nãy mà Khứ Tà đã nghe ở bên ngoài. Con thú này đầu rất nhỏ, mắt trong lồi hẳn ra ngoài, chân thì ngắn ngủn, thân to béo, gần giống như một con bò. Trông không phải là con hổ, cũng chẳng phải là con báo. Khứ Tà nhìn kỹ một hồi lâu, mãi mới nhận ra đó là một con chuột già. Khứ Tà đột nhiên nghĩ mà hoảng sợ: con chuột mà lớn đến thế này thì con mèo sẽ còn lớn như thế nào nữa đây? Đang lúc ngay người nhìn, cánh cửa ở phía nam mở rộng, một tiểu đồng từ cửa đi ra. Chỉ thấy long lanh mắt tú mày thanh, đẹp đẽ môi hồng răng trắng, hai trái đào thêm vẻ tiên phong, áo bào vàng càng ra đạo cốt. Nếu chẳng phải con hạt cháo tiên thì cũng là quyết thần cốt đạo. Tiểu đồng thấy Khứ Tà bèn hỏi: tướng quân có phải là địch Khứ Tà hay không? Khứ Tà kinh ngạc hỏi lại: đúng rồi, nhưng sao lại tiểu đồng biết được? Tiểu đồng đáp: hoàng phủ quân đợi tướng quân đã lâu rồi, xin mời tướng quân nhanh lên cho. Khứ Tà lại càng ngạc nhiên, chỉ còn biết đi theo tiểu đồng vào cửa. Thấy bên trong điện cát huy hoàng, lầu sảnh uy nghi, không giống cảnh lặng lẽ tĩnh mịch như bên ngoài. Trước điện có một bậc quý nhân đang chễm chệ ngồi, mình khoác áo bào thiêu rồng, đầu đội mũ có đủ 8 viên ngọc quý, thiêu hình mây ngũ sắc, rủ những dây ngọc quý trước sau, rõ ràng ra dáng vương giả. Hai bên là các quan văn võ đứng hầu, dưới thềm cũng hàng dãy thị vệ lập nghiêm kính cẩn. Khứ Tà đến trước điện vội vàng cúi lạy làm lễ, thì thấy quý nhân trên điện lên tiếng: địch Khứ Tà, người đã tới đó rồi phải không? Khứ Tà thưa: thần địch là Khứ Tà, vâng mệnh thánh chỉ, xung việc đào xong, được đô hộ Ma Thúc Mưu Sai xuống đây. Không ngờ gặp được tiền phủ, thật là đáng tội. Vị quý nhân liền phán: nhà ngươi vừa mới viện tới thánh chỉ của Tùy Dượng Đế, có phải hay không? Ngươi hãy đứng ra một bên, ta sẽ cho ngươi xem cái vật này. Rồi nói với viên vũ vệ tướng quân mặt mũi dữ tợn đứng hầu ngay bên cạnh: mau mau dắt A Ma vào đây. A Ma là tên của Tỳ Dượng Đế hồi lúc nhỏ, cũng chỉ điềm ròng vàng uống lượng khi đọc cô hoàng hậu xin Dượng Đế xem hồi một. Vũ vệ tướng quân nghe lệnh, vội vàng cầm côn lớn bước ra cửa ngoài. Chẳng bao lâu, vũ vệ tướng quân cầm một sợi dây sắt dài kéo con thú kỳ lạ vào. Khứ Tà dụi mắt nhìn kỹ thì là một con chuột già lớn ở phòng đá vừa rồi. Vũ vệ tướng quân dắt vào đến trước thềm, dừng lại. Con thú ngồi xuống ngay trước nguyệt đài, râu nó vểnh lên, răng nanh nó nhe ra, đầy vẻ đắc chí.
Vị quỷ nhân dương mắt nhìn giận dữ, cầm một cái thước ngay trên án, đập một cái vào đầu con vật rồi quát: "Ngươi là đồ súc sinh, đáng tội lột da. Làm chủ một nước trăm họ đã tội gì mà ngươi đày đọa xương khô cốt rượu, vì việc đào xong để ngươi vui thú, hoang dâm ngang ngược đến như thế là cùng cực. Nay ta đã đánh chết ngươi, cũng bởi vậy để ngươi nguôi nổi phẫn uất của triệu người ức quỷ vậy." Rồi sai nhầm đầu mà đánh cho thật mạnh. Vũ vệ tướng quân liền xăng tay áo giơ cây côn lớn nhầm đầu con chuột già mà giáng xuống. Chuột đào quá chịu không được, cứ thế mà rống, tiếng nghe lục đục như sấm. Vũ vệ tướng quân lại đánh nữa, thì thấy trên không trung hạ xuống một tiên đồng, hai tay nâng một đạo thiên phù ngăn vũ vệ tướng quân: "Không được đánh nữa." Rồi quay lên thưa hoàng vũ quân, chính là vị quý nhân đang ngồi trên điện: "Thượng đế đã có lệnh." Hoàng vũ quân vội vàng xuống điện, cúi lại dưới thềm. Tiên đồng bước lên điện, mở thiên phù ra dõng dạc đọc: "A ma vốn đủ một kỷ, số chưa đến lúc tuyệt, hãy còn 5 năm nữa. Bây giờ mới dùng một dãy lụa chắc quấn chặt vào cổ mà xiết cho chết, để đền tội quan dâm ngang ngược. Nài hãy tạm tha đánh roi phạt trượng." Một kỷ cách tính thời gian cổ của Trung Quốc theo con chi hàng chi, Tý Sửu ứng với 12 năm. Đúng như số năm được ở ngôi của Dượng Đế hiệu Đại Nghiệp 105-106. Tiếng đồng đọc xong bay lên trên trời biến mất. Hoàng phủ quân lên điện ngồi rồi nói: "Hãy tạm tha cho cái đồ súc sinh. Nếu như không có đức hiếu sinh của Thượng Đế thì ta đã đánh chết ngươi rồi. Nay vẫn còn được hưởng lạc những tới 5 năm. Nếu không biết đường hối cải thì chẳng thể nào thoát khỏi cái vạ cổ kia đâu." Rồi lại sai vũ vệ tướng quân dắt cái con chuột già buộc chặt lại như cũ. Hoàng phủ quân hỏi Khứ Tà: "Người đã thấy rõ ràng chưa?" Khứ Tà thưa: "Khứ Tà chỉ là một viên lãi tầm thường ở cõi đời nhơ bẩn. Những điều quyền diệu của nhà trời thì làm sao mà hiểu hết cho được." Hoàng phủ quân phân tích: "Người hãy nhớ cho kỹ, ngày sau sẽ ứng nghiệm rõ ràng. Đây chính là cửu hoa đường thượng. Người vốn không có duyên nợ gì với ở cõi tiên, cũng không nên lưu lại ở đây lâu làm gì." Khứ Tà vội vàng quỳ lại thưa: "Khứ Tà nay do lệnh trên sai, lỡ vào tiên phủ, giờ thì tiến thoái đều chẳng biết lối nào, ngửa xin thần minh hãy chỉ giáo." Hoàng phủ quân phán: "Người vốn có một con đường tài danh rất là tốt, nhưng phải giữ lòng cho trong sạch, sáng suốt, đừng để rơi vào cõi nhơ bẩn. Ma Thúc Mưu là một kẻ tiểu nhân, đang gặp hồi đắc chí, mặc sức mà hoành hành, tội không tha được. Người hãy nói với y, vì chuyện phá thành quách của ta, không có gì để trả nợ này, sang năm sẽ xin tặng 2 lưỡi dao vàng." Bèn sai một lục y sứ: "Người hãy dẫn địch Khứ Tà đi ra." Khứ Tà thấy cảnh điện cát uy nghiêm, không dám hỏi thêm, đành bái tạ trở ra theo lục y sứ. Nhưng lại không theo đường cũ mà theo mấy cây cột sơn đỏ, đi không quá 100-200 bộ, lục y sứ chỉ tay phía trước nói: "Phía trước men theo cánh rừng kia là đã lên đường lớn rồi đó." Khứ Tà quay đầu lại định hỏi thì không thấy lục y sứ đâu nữa. Rồi nhìn lại lần nữa thì điện cát thành quách đều chẳng còn. Khứ Tà hoảng hốt nghĩ: "Thần thông quảng đại vốn là thế này hay sao?" Đành cứ từng bước đi qua khu rừng, theo chân núi gặp 1-2 cánh đồng rộng nữa, bỗng thấy mấy cây kiều mọc to lớn bao lấy một thôn trang. Vội vào trong thôn để hỏi đường, một nhà ven đường nhỏ, cửa bằng tre, nửa mở nửa khép. Bèn cứ thế đi vào, khẽ hò đánh tiếng, làm kinh động một đôi chó khoang nhỏ, nhằm Khứ Tà mà sủa loạn xạ. Từ trong đi ra một ông già, Khứ Tà vội vàng lạy chào rồi hỏi: "Hạ quan đã lạc đường, xin lão ông hãy chỉ giùm cho." Ông già đáp lễ rồi nói: "Tướng quân vì cớ gì mà đi bộ đến mãi nơi đây?"
Khứ Tà không dám giấu đem hết chuyện ở dưới quyệt, gặp hoàng phủ quân, chuyện đánh con chuột lớn kể lại một lượt. Nghe xong ông già cười rồi đáp: thì ra dưỡng đế vua ta là một con chuột lớn biến thành. Lạ thay, lạ thay, có thế mới quan tàn ngang ngược đến như vậy. Khứ Tà lại hỏi: thế nơi đây là đâu? Đến Ung Khâu còn xa nữa hay không? Lão ông hãy chỉ giùm cho ta. Ông già đáp: đây chính là Tung Dương, thuộc Thiểu Thất Sơn. Cứ theo đường lớn đi về phía đông, chỉ độ 2 dặm là tới huyện Ninh Lăng. Cứ từ đó mà về Ung Khâu thì chẳng còn bao xa. Chỉ khoảng chiều tà là có thể về đến chỗ Ma Thúc Mưu. Nếu như tướng quân không chê chỗ quê mùa, để lão này nấu cơm mời tướng quân ăn rồi hãy đi, cũng còn sớm. Rồi mời Khứ Tà vào thảo đường, ông già sai đầy tớ làm cơm nước. Trong khi chờ đợi, ông già nói với Khứ Tà: cứ như việc tướng quân thấy, cứ theo lời tướng quân nói, thì vua tùy nhà ta cũng chẳng được bao nhiêu năm lâu nữa đâu. Ngay cả Ma Thúc Mưu thì tiền đồ cũng còn ngắn ngủi hơn nhiều. Lão xem tướng quân từ dung mạo cho đến khí cốt đều có vẻ phi thường, sao lại nổi trôi theo sóng nước như thế này? Theo cùng bày với bọn quyền gian hại dân mà làm gì? Khứ Tà khiêm tốn đáp: ơn lão ông chỉ giáo, hạ quan cũng không ngờ việc khai sông này lại hại dân chúng đến như vậy. Chỉ hiềm quan thấp chức nhỏ, chỉ là nghe theo lệnh trên mà làm thôi. Ông già khẽ cười: làm quan thì phải nghe lệnh, nếu không làm quan nữa thì những lệnh đó làm gì được tướng quân? Khứ Tà thưa: xin cảm tạ những lời vàng ngọc của lão ông, hạ quan tuy bất tài cũng xin nghe theo những lời dạy bảo của bậc kỳ lão. Đầy tớ dọn cơm nước xong, Khứ Tà ăn một bữa no rồi đứng dậy từ tạ xin đi. Ông già đưa ra đến tận đường lớn rồi chỉ: đi hết ngọn núi trước mặt thì sẽ trông thấy huyện thành Ninh Lăng rồi. Khứ Tà chắp tay bái biệt, đi bộ 10 bước quay đầu nhìn lại đã không thấy ông già đâu nữa. Cả nhà cửa lô nhô lúc trước thì giờ toàn là tùng bách ở trên đá núi lởm chởm. Khứ Tà vô cùng kinh ngạc hoảng hốt, vội đi như chạy về huyện thành. Thấy đường xá người người đi lại đông đúc như mới vừa tỉnh một cơn mê, vào thành tìm đến công quán để nghỉ ngơi. Thúc Mưu thì ngờ rằng Khứ Tà tìm không thấy đường ra chắc đã chết ở trong huyện, lại tiếp tục đốc thúc dân phu cứ đào sông như cũ. Mãi đến 7-8 ngày sau, Khứ Tà theo công sai từ Ninh Lăng sang. Thúc Mưu mới biết Khứ Tà đem chuyện ở dưới hang nói lại kỹ càng một lượt. Thúc Mưu đời nào mà chịu tính, cho rằng Khứ Tà có ít nhiều phép thuật, trốn ở trong quyệt ít ngày rồi trở lên kiếm những chuyện quan đường để dọa Thúc Mưu chơi, nên Thúc Mưu lại quát nạt một hồi. Khứ Tà đành phải quay về hậu doanh, nhân đó mới nghĩ: ta đường đường là kẻ nam nhi đứng trong trời đất, sao lại cùng với cái bọn lang xói này để làm chuyện hại dân? Quốc gia số phận chẳng còn bao, ta việc gì cứ phải bám lấy cái bọn mọt dân này? Chỉ tiếc cho công sức của mình lâu nay chỉ bằng giả bệnh điên khùng, ẩn vào trong núi ung dung tự tại chẳng hơn hay sao? Tính toán xong xuôi, liền làm đơn cáo bệnh. Thúc Mô vẫn còn cứ ngờ Khứ Tà nói dối, nói xấu mình, bằng lòng cho nghỉ rồi tìm người khác thay vào việc ngay. Khứ Tà liền sắm sửa hành trang, đem theo 2 đầy tớ rồi lên đường về quê. Trên đường đi, Khứ Tà lại nghĩ, khi nhớ lại cảnh hoàng phủ quân đã gọi chuột lớn là A-ma, làm sao có thể có chuyện thiên tử Trung Quốc lại là một con chuột già cho được? Nếu đúng là như vậy thì mấy đòn côn giáng vào đầu chuột hôm ấy nhất định phải làm cho hoàng đế nhà Tùy phải đau đầu nhức óc mới đúng. Việc quỷ thần tuy không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, sao ta cứ không về ngay Đông Kinh để nghe ngóng tin tức thì sẽ biết ngay sự thật hư. Thế là lại tìm đường đi về Đông Kinh luôn. Chính là: thật hư cơ màu ai muốn tỏ, phong trần lao khổ chớ nề công.